Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, xin được kính chào toàn thể quý đại biểu, quý bệnh nhân và người nuôi đã có mặt tham dự buổi lễ kỷ niệm ngày sinh của cha Phêrô Nguyễn Văn Tường ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu buổi lễ thì thầy Thanh cùng với các quý thầy xin mời tất cả quý bệnh nhân và người nuôi chúng ta hãy đứng lên hướng về Thiên Chúa, hướng về cha để đọc kinh bày tỏ cái lòng cảm tạ ơn đối với Thiên Chúa và cảm ơn cha. Nhân danh cha và con và thánh thần, amen. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha có nợ chúng con. Xin cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ, amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thân viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân trang chứa, trao dồi cho đến ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đôi nghe lời con thiết tha, tình thương mênh mông u con ngày đêm, người thân xa hồ tràn lan ơn thiên. Cuối xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa, amen. Chúng con kỳ danh Chúa nhân từ cho linh hồn cha Phêrô cùng các đấng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi sáng láng vui vẻ vô cùng, amen. Nhân danh cha và con và thánh thần, amen. Xin mời tất cả mọi người cùng ngồi xuống ạ. Trước khi bắt đầu buổi lễ thì thầy Thanh xin được giới thiệu thành phần tham dự. Xin được trân trọng giới thiệu trong buổi lễ ngày hôm nay có sự xuất hiện của các thầy thuốc và các thành viên trong phòng khám. Xin được trân trọng giới thiệu ông Ngô Văn Thuận, mạnh thường quân của phòng khám. Ông Trần Minh Giang, mạnh thường quân của phòng khám. Bà Lê Lan, mạnh thường quân của phòng khám. Bà Đỗ Kim An cùng cô Nguyên, khách mời đến từ Mỹ. Cô Dung Bùi, khách mời đến từ quận 8. Ông Tô Phú Quế là giám đốc công ty một thành viên Trà Phú Quế, cùng toàn thể quý bệnh nhân và người nuôi đang có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý bệnh nhân và người nuôi thân mến, hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, rất quan trọng và ý nghĩa đối với tất cả chúng ta, là ngày kỷ niệm sinh nhật cha Phêrô Nguyễn Văn Tường. Trong cái không khí ấm áp và trang trọng, cũng như là có sự chuẩn bị đầy màu sắc như thế này, nói lên cái tấm lòng cũng như là cái tình yêu thương mà tất cả chúng ta đang có mặt ở đây muốn đền đáp lại, bày tỏ lòng biết ơn đối với những công sức, công lao của cha Phêrô Nguyễn Văn Tường đã đem đến cho tất cả mọi người chúng ta. Đó là một cái tình yêu thật tuyệt vời. Đây là những công việc làm rạng ngời danh cha, cũng như là cha đã mang đến cho chúng ta một tình yêu bao la rộng lớn. Thì đáp lại cái tình yêu thương của cha và nhân ngày kỷ niệm sinh nhật của cha, ngày kỷ niệm sinh nhật cha ngày hôm nay, chúng ta đã chuẩn bị những món quà vô cùng ý nghĩa. Tuy nó chỉ là những phần nhỏ nhoi mà thôi,
nhưng chất chứa cái tấm lòng bao la mà chúng ta muốn đền đáp lại với Cha. Thầy Thanh xin được công bố 5 món quà mà tất cả mọi người cùng có mặt ở đây, cũng như là tất cả mọi người đang xem trên livestream trực tiếp, cũng như là phát sóng lại, sẽ mong muốn mang đến để dâng tặng lên cho Cha. Cái món quà đầu tiên mà thầy Thanh xin được giới thiệu đó là đối với 4 thầy thuốc là học trò của Cha Từ, bao gồm có thầy Tín, thầy Quý, thầy Hạnh và thầy Thanh, cùng với các thành viên trong phòng khám, phòng chẩn trị y học cổ truyền, đó là tuân thủ những lời dạy của Cha. Trước khi Cha ra đi, Cha đã dạy dỗ, đã động viên, đã huấn nhục cho tất cả các thầy thuốc ở đây cũng như các thành viên luôn luôn tuân thủ và luôn luôn gìn giữ cái công trình mà Cha đã dày công nghiên cứu và Cha đã để lại. Mà thiết thực nhất đó chính là tiếp tục tiếp nối những con đường mà Cha đã làm. Và ngày hôm nay các thầy đã nỗ lực cố gắng để hoàn thành kịp thời, kịp tiến độ phòng ngâm chân và đưa cái chương trình ngâm chân trị liệu áp dụng cho tất cả quý bệnh nhân mắc căn bệnh ung thư được về đây để các thầy hỗ trợ điều trị, sẽ làm tăng thêm cái kết quả điều trị của mình trong thời gian sắp tới. Sau đây xin mời thầy Nguyễn Thị Hạnh sẽ bước lên phía trước để nhận hoa và biểu trưng tặng kính gửi cho Cha Phan Rung. Và phần quà biểu trưng, món quà đó chính là tuân thủ đường lối của Cha, nghe theo sự dạy dỗ của Cha, tiếp nối gìn giữ công trình khoa học. Và hôm nay dâng lên Cha phòng ngâm chân trị liệu, dâng lên cho Cha đó là một thành quả mà Cha đã dày công nghiên cứu, mà ngày hôm nay các thầy đã thực hiện tiếp tục. Và xin mời thầy Nguyễn Thị Hạnh xin mời dâng lên cho Cha và để lên trên bàn của Cha. Đó là món quà đầu tiên vô cùng ý nghĩa mà các thầy thuốc ở đây tiếp tục tiếp nối Cha và nỗ lực hết mình để hoàn thành cái chương trình này sớm nhất có thể, để làm sao mong muốn cho quý bệnh nhân có được điều kiện hỗ trợ điều trị tốt nhất và mang đến những cái kết quả tốt đẹp mà mỗi ngày phòng khám và của Cha Từ và các thầy có thể phục vụ cho quý bệnh nhân chu đáo nhất có thể. Cái món quà thứ hai mà thầy Thanh xin giới thiệu tới tất cả quý bệnh nhân đó là món quà từ anh trưởng ban truyền thông, anh Phạm Xuân Dũng. Kính thưa quý bệnh nhân thân mến, xin mời anh tiến lên phía trước nè. Món quà mà anh tặng cho Cha đó chính là bài hát Nhớ Mãi Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường, mà ngày hôm nay anh đã có dịp hát cho quý bệnh nhân. Anh là một học trò ưu tú và được Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường yêu mến. Bên cạnh các thầy được Cha đào tạo 10 năm thì anh Phạm Xuân Dũng bắt đầu theo Cha từ năm 2019, và với cái tấm lòng và tâm huyết của anh rất ủng hộ Cha mà anh dành cái thời gian để theo Cha trong suốt thời gian vừa qua. Và anh có một cái bài hát đã đi vào lòng người, đó là bài ca Ngợi Ca Cha Từ, mà Cha đã từng nghe được hạnh phúc được nghe mà Cha đã rất là yêu thích bài hát này. Và ngày hôm nay anh lại tiếp tục sáng tác thêm bài hát mới, và chính bài hát này đó là món quà của ngày hôm nay anh muốn dành tặng lên cho Cha Phêrô. Xin mời anh. Chúng ta đến với cái món quà thứ ba nhân ngày kỷ niệm sinh nhật Cha mà tất cả mọi người muốn dành lên cho Cha, đó là hôm nay có 15 bệnh nhân ung thư được hoàn thành cái chương trình hỗ trợ điều trị. Đây là món quà rất là
quý giá đã nói lên cái sự tin tưởng cũng như là sự nỗ lực cố gắng khi lắng nghe các thầy thuốc ở đây, cũng như là thời gian vừa qua đã nỗ lực hết sức mình để đấu tranh với căn bệnh của mình bằng phương pháp thực dưỡng của cha Thế Tôn Nguyễn Văn Tường là ăn cháo và theo phương pháp của cha. Và bây giờ thầy Thanh xin mời chị Hoàng Thị Phương sẽ tiến lên phía trước để nhận bó hoa đại diện cho 15 bệnh nhân hoàn thành chương trình hỗ trợ ngày hôm nay, dâng tặng lên cho cha. Món quà vô cùng ý nghĩa là ngày hôm nay các bệnh nhân đã hoàn thành chương trình hỗ trợ điều trị đạt kết quả cao. Đó là món quà của 15 bệnh nhân để dành tặng cho cha. Xin mời chị. Món quà thứ tư mà chúng ta không thể không nhắc đến đó là thành cái công sức của quý thầy thuốc ở đây đã nỗ lực hướng dẫn cho bệnh nhân. Bên cạnh đó, việc tuân thủ đúng phác đồ điều trị đó chính là cái cách mà quý bệnh nhân và người nuôi ở đây đền đáp cái công ơn cho cha Phêrô Nguyễn Văn Tường. Sau đây xin mời chị Kim Anh để lên đây để nhận phần quà là bó hoa và một cái món quà biểu trưng để dâng tặng lên cho cha. Chị sẽ đại diện cho các bệnh nhân đang được điều trị tại phòng khám tuân thủ đúng phác đồ hỗ trợ điều trị ở đây. Đó chính là phần quà mà chị và tất cả quý bệnh nhân ở đây muốn dành cho cha ngày hôm nay. Xin được mời chị. Dạ, xin cảm ơn chị. Và món quà thứ năm mà ở đây chúng ta muốn mang đến, đây là một món quà vô cùng đặc biệt để công trình của cha Phêrô Nguyễn Văn Tường cùng các thầy vẫn luôn tiếp tục giúp đỡ và gian trọng khắp nơi, thì có sự đóng góp công lao thầm lặng từ rất nhiều những mạnh thường quân, nhà hảo tâm, những ân nhân đã luôn luôn sát cánh đồng hành cùng với cha Phêrô Nguyễn Văn Tường khi cha còn sống và vẫn tiếp tục đồng hành với các thầy thuốc ở đây cho tới ngày hôm nay. Thì sau đây cô Lê Lan và cô Lương Thị Út sẽ đại diện cho những quý ân nhân, quý mạnh thường quân và quý nhà hảo tâm gần xa mình không có điều kiện sắp xếp để trở về đây, nhưng mà mình lúc nào cũng luôn lắng nghe dõi theo những bước chân của phòng khám. Thì xin mời hai cô sẽ mang bánh kem đó là được làm bằng rau câu để dâng lên cho cha Phêrô Nguyễn Văn Tường. Đây bánh này, đây này. Đây cô Lan của đại diện cho tất cả quý mạnh thường quân, quý ân nhân, quý nhà hảo tâm xa gần đã luôn đồng hành cùng với phòng khám giúp đỡ cho bệnh nhân ung thư. Cha trước khi cha mất, cha đã từng dạy dỗ các thầy và nói rằng là các thầy thuốc ở đây là chúng con giống như là dòng sông chuyển tải những cái điều tốt lành tới tất cả mọi người. Còn tất cả những quý ân nhân, quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm chính là phù sa dòng sông mang phù sa tới và tuôn chảy tới tất cả bệnh nhân ung thư cũng như là những ai biết đến cha Phêrô Nguyễn Văn Tường và biết đến chương trình yêu thương cho không ở đây. Xin mời hai cô chúng ta bưng cái bánh kem lên để trên bàn của cha để kỷ niệm ngày sinh nhật của cha ngày hôm nay. Xin chúng ta hãy dành một tràng pháo tay chúc mừng cho những phần quà mà chúng ta đã chuẩn bị để bày tỏ tấm lòng biết ơn đối với cha.
Để tiếp nối chương trình thì thầy Thanh sẽ thực hiện lại cái nghi thức mà dâng lên cho cha trình bày cái danh sách những bệnh nhân ra phòng khám ngày hôm nay. Kính thưa cha Phêrô Nguyễn Văn Tường, sau một thời gian điều trị cho các bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn bằng phương pháp cháo nano, thảo dược nano hỗ trợ điều trị bệnh ung thư của cha, con xin thay mặt cho các y sĩ trong phòng khám xin được kính trình lên cha Phêrô Nguyễn Văn Tường, là người đã dày công nghiên cứu 20 năm để cứu giúp cho bệnh nhân ung thư. Khi đó cha sẽ hỏi thầy rằng: thầy có biết những anh chị em này chắc chắn khỏi bệnh hay không? Xin thưa với cha, sau một thời gian điều trị, các y sĩ trong phòng khám đã đưa các bệnh nhân đến các bệnh viện lớn trong và ngoài tỉnh để kiểm tra lại tình hình sức khỏe của các bệnh nhân. Và sau khi các y sĩ đã nghiên cứu hồ sơ cho các bệnh nhân, chúng con kết luận các bệnh nhân đạt kết quả cao trong phòng khám, xin được kính trình lên cha. Sau đây, anh Bùi Văn Thưởng sẽ thông qua danh sách của 15 bệnh nhân đã hoàn thành chương trình hỗ trợ điều trị ngày hôm nay. Xin được kính mời anh. Xin chúng ta hãy dành một tràng pháo tay. Sau đây thì con xin được xuống lên các cô chú chị có tên thì cô chú chị đứng lên để đại biểu chứng mặt. Một, chị Trần Thị Hồng Nhung, 24 tuổi, quê ở Ninh Bình, Cao Tiến Giáp. Hai, cô Nguyễn Thị Hùng, 62 tuổi, Đắk Lắk, ung bướu trực tràng. Ba, cô Nguyễn Thị Dung, 52 tuổi, quê ở Tiền Giang, Cao Phú. 4. Chú Phạm Hải Hưng, 77 tuổi, quê ở Nam Định, Ca Rang. Thì lấy dầm. 5. Anh Ngô Viết Tiên, 48 tuổi, quê ở Nam Định, Ca Trực Tràng. 6. Chú Trần Quý Sĩ, 59 tuổi, quê ở Đắk Lắk, Ca Rang. 7. Chú Ngô Viên Cát, 67 tuổi, quê ở Nam Định, Cao Hội. 8. Cô Huỳnh Thị Gái, 55 tuổi, quê ở Bình Dương, Ca Rang. 9. Chú Đới Văn Đạo, 51 tuổi, quê ở Kiên Giang, Ca Thanh Quảng. 10. Cô Hồ Thị Hồng, 57 tuổi, quê ở Gia Lai, Cao Hội. 11. Cô Dương Thị Huy, 52 tuổi, quê ở Phú Yên, Ung Thành Bụng. 12. Anh Nguyễn Văn Toàn, 37 tuổi, quê ở Khánh Hòa, Ca Thành Miệng. 13. Chú Nguyễn Văn Quỳnh, 74 tuổi, quê ở Cà Mau, Ca Thanh Tị. 14. Cô Dương Thị Phượng, 46 tuổi, quê ở Sóc Trăng, Cao Phú. 15. Chị Hoàng Thị Phương, 40 tuổi, quê ở Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Cao Phú. Sau đây thầy Nguyễn Thanh Quý sẽ có đôi lời phát biểu. Con xin trân trọng kính chào tất cả quý ông bà, anh chị em và các bệnh nhân thân mến. Hôm nay là một ngày vui vô cùng hân hoan. Thầy xin chúc mừng cho 15 bệnh nhân bị bệnh nan y ung thư đã hoàn thành phác đồ đạt hiệu quả cao. Và thầy cũng có đôi lời nhắn nhủi với các bệnh nhân sắp được trở về đoàn tụ với gia đình, người thân. Khi chúng ta bị mắc căn bệnh ung thư
thì ở các bệnh viện đã tả mình về nhà, không còn cái thuốc thang phương pháp nào để điều trị mình được nữa, thì còn ở nơi đây là một nơi cuối cùng để dành cho các bệnh nhân bị mắc bệnh nan y ung thư để được hỗ trợ điều trị, để nâng cao cái sức khỏe, để kéo dài cái tuổi thọ của mình. Bên cạnh đó, thầy nhắn nhủ với các bệnh nhân khi về gia đình, mình phải tiếp tục gìn giữ cái phác đồ để cho cái dòng máu của mình để cân bằng cái độ pH kiềm quá, thì như thế chúng ta mới không có bị mắc căn bệnh ung thư nữa. Mà khi mình đã hiểu được về phác đồ ăn cây cỏ mang hạt giống của cha Phêrô đã nghiên cứu, đã mang đến cho mình rồi, mà mình về nhà thì mình cũng có rất nhiều là cái cám dỗ phía bên ngoài, chẳng hạn như những người thân bạn bè mình đó, khi mà vui mừng lên quá, mình chỉ cần mình ăn một chút xíu thôi, nó họ cám dỗ mình mà. Nhưng mà điều đó cũng không được, khi mình ăn một chút xíu đạm động vật vô thì bắt đầu cơ thể của mình từ từ nó sẽ chuyển hóa lại dòng máu axit, như vậy chúng ta vô tình chúng ta sẽ nuôi lại cái căn bệnh ung thư của mình. Và sau cùng, thầy cũng xin chúc mừng cho toàn thể quý ông bà anh chị em của người bệnh ở nơi đây, mình đã có nhiều sức khỏe, nhiều hồng ân của Chúa. Con xin hết. Sau đây thầy Thanh xin mời bác Ngô Văn Thuận. Khi đó bác đã tin tưởng và đã gắn bó động viên tinh thần của quý thầy, cho nên hôm nay được khang trang như thế này mà phòng khám giúp cho bệnh nhân có được ngày hôm nay là cũng nhờ công của bác Ngô Văn Thuận. Hôm nay xin được mời bác phát biểu trong buổi lễ ạ. Dạ, xin chào cha. Dạ, xin chào quý cô, quý thầy, bác sĩ và y sĩ điều trị các bệnh nhân ở sau đây. Dạ, xin chào, gửi lời chúc mừng cho 15 bệnh nhân và những người nuôi bệnh. Hôm nay tôi cũng có một đôi lời nhắn nhủ quý bệnh nhân khi về đến gia đình thì cố gắng giữ gìn đúng phác đồ của cha đã điều trị cho chúng ta hết bệnh hôm nay. Và sau nữa xin gửi lời cho các mạnh thường quân ở các nơi trên thế giới này, xin vui lòng xin cố gắng nhấn chút thời gian hoặc nhấn chút ít tiền bạc tài sản, cố gắng giúp đỡ các bệnh nhân đã bị bệnh ung thư hôm nay. Dạ, xin mời các mạnh thường quân cố gắng giúp đỡ cho phòng khám hôm nay, và có mặt cũng các thầy các cô ở đây để vui lòng có một cái nơi để trị bệnh cho các bệnh nhân ung thư là yêu thương và cho không. Thì hôm nay phòng khám rất là biết ơn sự giúp đỡ ngay thời điểm đó rất là cấp bách, rất là kịp thời từ bác Trần Minh Giang. Xin được mời bác phát biểu ạ. Rồi, cũng chúc thì các thầy và các mạnh thường quân và các bệnh nhân, người vui bệnh nhân vui vẻ, vui giàu, sức khỏe. Thì chúc mừng 15 ca bệnh nhân về vui vẻ. Dạ, trước mắt thì các cái bệnh nhân và người nuôi bệnh hôm nay cảm thấy không khí hôm nay như thế nào? Thấy có vui không? Quá vui luôn phải không? Vậy cho một làm phát tay đi. Thì nãy giờ các thầy thì thầy Thanh cũng như các thầy nói về chuyên môn cũng rất nhiều thôi. Giờ hôm nay thì mình cũng chia sẻ, xin thầy Thanh khoảng 10 phút chia sẻ ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất
là mình chia sẻ về bên thương hiệu và nhãn hiệu của các cái, nhất là gần đây thì có một số các bác nuôi, người nuôi ở đây cũng như các bệnh nhân cũng đang hoang mang về vấn đề cháo nano và công nghệ nano của cha Phêrô Nguyễn Văn Tường. Thì hôm nay là mình khẳng định lại, mình chỉ chia sẻ thôi chứ không, mình cũng phải là chuyên gia về bên thương hiệu nhãn hiệu. Nhưng ở đây cái từ cháo nano là một danh từ chung, ai cũng có thể sử dụng được. Và muốn đăng ký được cháo nano độc quyền trên thương mại thì mình sẽ đăng ký cháo nano, thí dụ như cháo nano Linh Mục Nguyễn Văn Tường, thì sau đó các thầy ở đây sẽ không được sử dụng cái cháo nano Linh Mục Nguyễn Văn Tường, mà cái đó là chỉ thương hiệu để mà khi mình đưa ra thương mại hóa sản phẩm thôi. Còn nếu các thầy ở đây đăng ký là cháo nano của các học trò của cha Tường vẫn được, và có thể đăng ký cháo nano của thầy Nguyễn Tấn Thanh vẫn được, và cả các bà con ở đây vẫn được bình thường. Thí dụ như đây tôi sẽ sử dụng cụ thể, ở đây là tôi có một cái, đừng có nói tôi quảng cáo thương hiệu nghe, cái này để ví dụ cho bà con thấy thôi, là ở đây nó có trà xương khỉ và chùm ngay. Thì ở đây trà xương khỉ và chùm ngay là tên gọi chung. Nếu mình đăng ký thương mại ở trên này, tôi có đăng ký chữ Alpha Omega. Alpha Omega cái này là tôi đăng ký độc quyền. Alpha là khởi đầu và Omega là sao hết theo tiếng Latin. Khởi đầu sao hết, tôi là hai lúa thì tôi sẽ đăng ký theo cái này là độc quyền. Khi ở đây các thầy ở đây mà sử dụng trà xương khỉ chùm ngay hàng mấy chục năm, hoặc là toàn cả cái tính nước Việt Nam người ta sử dụng xương khỉ chùm ngay, chẳng lẽ giờ tôi cản hết, tôi không cho ai để trà xương khỉ chùm ngay hết. Cái đó là cái danh từ chung, ai cũng được quyền sử dụng hết. Thành ra các cái bệnh nhân ở đây cũng như bà con hãy chú ý quan tâm cái vấn đề đó. Và cái quan trọng nhất là cái logo của mình thì không ai được đăng ký và làm cái nhãn hiệu giống vậy thì không được. Còn trường hợp mình đăng ký trà xương khỉ chùm ngay mà có cái của các thầy ở đây đăng ký vẫn được bình thường, hoặc là bây giờ tôi đang sản xuất trà Đinh Lăng thì chẳng lẽ bây giờ tôi đăng ký sản xuất trà Đinh Lăng cả cái đất nước này không cho ai sản xuất trà Đinh Lăng được. Nãy giờ tôi nói vậy chắc có lẽ là các quý người nuôi bệnh nhân cũng như bệnh nhân hiểu cái danh từ trà cháo nano chưa. Cái nano thì thường là nói đây để cho các bà con dễ hiểu luôn, nano là danh từ nó nhỏ, tức là mình nói đây để cho bà con dễ hiểu là giống như một cái bánh. Cái bánh đang hôm nay mình trưng cho cha thì cái bánh này là có ba người thể thể không thể nào mà mình ăn một lần, mình nuốt một lần, mình chia làm ba mình nuốt được hết. Có thể cái bánh này dễ ra là 100 lần như vậy á, thì mỗi lần mình bỏ vô mình ăn một lần nó sẽ nuốt được. Thằng cháo nano thì mình sẽ làm cho các phân tử của cháo nó nhỏ ra để dễ hấp thu qua cái thành ruột, để mà mình dễ hấp thu để cho bà con biết. Và cái thứ hai nữa là về bệnh ca thì nói để khi mà bà con ở đây về cũng như những bà con nuôi bệnh, mình nói cho nó đúng cái danh từ chút, tức là mình bị bệnh ca là do tế bào nó đột biến nó gây nên bệnh ca, chứ ở đây không có con vi trùng vi khuẩn gì mà để gây bệnh ca. Thành ra để cho bà con mình nói đúng danh từ chứ mình nói bậy người ta cười chết. Cái nữa là nói về cái logo thì cái này là cái ta kêu bằng cái là gọi là cái logo, là ô lô gô chứ không phải là cái logo, để bà con nói cho đúng danh từ để người ta cười mình chết luôn á. Và cái đó là cái thương hiệu, nãy giờ nói vậy chắc bà con hiểu rồi chứ vậy hả. Rồi cái chuyện thứ hai là cái chuyện hôm nay thì trước khi mình xuống dự đây hồi tối này có một số người điện hỏi chứ hôm nay anh Quế, bác Quế có xuống đây dự buổi hôm nay là kỷ niệm ngày sinh nhật của cha Phêrô Nguyễn Văn Tường, cũng như là ngày bổn mạng hôm rồi là 29 tháng 6 là bổn mạng Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, trong đó có bổn mạng của tôi là Thánh Phaolô. Thì như vậy người ta hỏi tôi chứ xuống đây có vui không, và các thầy tổ chức như vậy nè, cha có vui không? Dạ, hôm nay tôi trả lời nếu mà các anh chị đó có dự mà coi cái livestream thì tôi trả lời dạ, em thì rất là vui.
còn cha có vui hay không, để mai mốt em có xuống dưới kia em gặp em hỏi với cha em mới biết là em có vui hay không. Tại vì hôm nay tôi đâu gặp được cha mà tôi có biết có vui hay không thì tôi không thể nào trả lời là cha có vui hay cha có buồn. Khi nào tôi gặp cha tôi hỏi thì lúc đó tôi mới biết cha có vui hay buồn nha. Cái đó thì hôm nay tôi trả lời. Và cái thứ hai nữa là về cá nhân tôi thì hôm nay tôi rất là vui và mừng và hãnh diện cho các thầy ở đây. Vì các thầy ở đây được tổ chức như vậy thì tôi nghĩ bao nhiêu người ở đây mình đang cầu chúc và nguyện cầu hàng ngày hàng giờ để cho cha được về bên Chúa và được lên thiên đường, thì tôi nghĩ rằng cha cũng rất là vui theo cái cá nhân tôi. Và nếu các thầy hôm nay không làm tổ chức được như vậy thì tôi nghĩ các thầy ở đây không xứng đáng là học trò của cha. Vì các thầy ở đây làm được như vậy thì mới tiếp được cái đem lại cái niềm vui và cái niềm vui của cha, cũng như không xứng đáng công phụ lòng của cha đã vấn nhục các thầy. Thì như vậy là tôi nghĩ là các thầy làm được vậy ngoài những chuyện vui mà thật sự là quá vui. Đó là cái niềm mà tôi suy nghĩ rất là nhiều ngày hôm qua đến nay. Thì cá nhân tôi thì tôi thấy các thầy làm vậy là quá tốt đẹp. Về mặt tại vì người ta thường ta nói là ngoài cái chuyện lễ, nghi lễ, thì ngoài cái chuyện lễ nhớ đến công ơn của cha thì còn phải có một cái nghi thức. Cái này là cái nghi thức để tưởng nhớ đến cha, thì cái điều này là rất là tốt. Mà có một số người thì ta nói bề mặt bề ngoài thì tôi nghĩ nó không đúng. Tức là cái này cái nghi thức, cái nghi thức là mình phải làm. Giống như là mình thờ cha, thờ mẹ tới ngày giỗ thì mình làm những cái nghi thức đó để cha mẹ hồi xưa mình thích cái gì thì mình dâng lên cho cha mẹ. Chứ thật ra tôi nghĩ cha mẹ không có về ăn đâu, mà nếu về ăn chắc tôi cũng không dám ngồi đó luôn quá. Mà nếu hôm nay ăn ở đây thì 365 ngày kia ăn ở đâu? Cái này là cái nghi thức để tưởng nhớ đến cha, giống như thầy Thanh hồi nãy nói là để dâng lên những cái công của các thầy ở đây để đóng góp. Thì qua đây thì tôi cũng thay mặt cho một số bệnh nhân cũng như các cái người nuôi bệnh nhân ở đây thì tôi xin toàn bộ các anh chị cũng như các cái người nuôi đây xin chúc mừng cho các thầy đã đạt được cái ngày hôm nay như vậy. Xin cho một lần pháo tay để vào tinh thần các thầy. Và cái thứ ba là có mất thời gian không thầy Thanh? Dạ xin mời bác. Cái thứ ba là cái vấn đề cái tiền của Mạnh Thường Quân. Tại vì ở đây chắc là các thầy cũng không có nói, các thầy cũng rất là ngại. Nhưng ở đây là vừa qua thì hai lần rồi tôi không có xuống dự. Vừa qua là các cái tiền hình như là nghe nói là thứ hai hay thứ sáu gì ở đây sẽ có tổ chức là để phát bánh mì cho các người nuôi bệnh nhân và bệnh nhân. Thì các anh chị nuôi bệnh nhân ở đây là tôi tâm tình với các anh chị nuôi bệnh nhân ở đây và các người bệnh nhân. Những cái tiền đó là ở nước ngoài người ta phải nhịn ăn, phải nhịn uống, những người già 80 tuổi, 90 tuổi người ta đã nghĩ đến cái khó khăn của bệnh nhân ở đây để người ta gửi về. Thì mình là người bệnh nhân ở đây, mình là người nuôi bệnh thì mình phải rất là tôn trọng cái tình cảm của các cô chú ở đó đã dành cho mình. Thì tôi nghĩ là mỗi một miếng bánh mì hay là mỗi một cái gì đó thì mình phải tôn trọng để mà gìn giữ. Cái thứ ba là bây giờ lỡ đem lên đây rồi, cái này chắc là tôi sẽ xịa cho nó vui chơi thôi nha. Lỡ đem hai cái bịch trà xuống đây để mà nói về vấn đề thương hiệu thì hôm nay mình cũng có xịa xịa cái này vui chơi thôi. Nhưng mà nói này các thầy nghe không biết các thầy có buồn không, không biết nữa. Tức là bây giờ tôi nói về vấn đề cái tiền Mạnh Thường Quân nãy giờ mình đang nói. Thì bây giờ cái câu chuyện này là không có thật nha. Tôi chỉ xịa ra thôi và tôi hỏi đúng hay sai thôi. Nếu ai trả lời đúng hay sai thì tôi sẽ tặng hai bịch trà được luôn, chứ tôi cũng có sách về nó. Nếu mà sách về trả củi về gừng sao. Thì bây giờ mình xin hỏi các người nuôi bệnh và các bệnh nhân có mặt tại đây vấn đề tiền Mạnh Thường Quân. Thí dụ thôi, bản thân tôi cho phòng khám của thầy Thanh, bản thân tôi cho phòng khám của thầy Thanh 10 triệu, 20 triệu gì đó để thầy Thanh cắt cái nhà ngâm chân ở phía sau đó. Này là thí dụ chứ không có thật nha. Rồi thầy Thanh không thích thầy Quý hay là không thích thầy Tiến gì đó, thầy Thanh ra đập bỏ
Cái đó là cái chuyện thứ nhất. Cái chuyện thứ hai là bây giờ ví dụ Sơn Dũng cho nó vui chút đi. Sơn Dũng tặng chiếc xe của Sơn Dũng cho phòng khám để làm cái phương tiện, chứ không phải cá nhân dạy, cho làm phương tiện để mà đưa rước bệnh nhân. Nhưng mà nếu mà bây giờ chỗ thầy Thanh không thích cái xe Sơn Dũng tặng nữa, thầy Thanh đem bán, hoặc thầy Thanh nói bây giờ tôi bán tôi đốt bỏ không được, đó là chuyện của tôi, thì như vậy theo ý của các bệnh nhân ở hiện tại ở đây và người bệnh nhân ngay, mình làm chuyện đó có đúng hay sai, ai biết đưa tay lên trả lời liền đúng hay sai thôi. Dạ em mời cái chị Văn Bác Kiến không thể chào ạ. Cái này là tặng cho phòng khám, nhưng mà là cá nhân không, nhưng cái đó là một cái là trả lời đúng hay sai thôi. Cái này là cái này tôi xỉa ra thôi nghe, chứ không có thật nghe. Em thấy như thế nào? Sai phải không? Sai vậy cho một tràng pháo tay đi, rồi mình em anh mời em lên tặng quà. Và cũng cảm ơn sự lắng nghe, và mà mấy thầy đừng có giận tôi nghe, mấy thầy giận tôi cũng khổ tôi dữ lắm nghe. Mà thật ra mấy thầy giận tôi, mấy thầy chửi tôi, mấy thầy cũng nghe, chứ tôi cũng đâu nghe đâu, tôi sợ. Cái thứ hai là mấy thầy khổ thêm nữa, mấy thầy khổ là khổ gì, mấy thầy sai suy nghĩ có chửi tôi làm sao nữa, nhức đầu nữa chứ làm gì. Thôi có chửi thì chửi tôi cũng không nghe đâu. Dạ em mời chị lên nhận nè. Xin chân thành cảm ơn quý vị ở đây ạ. Dạ cảm ơn. Để dâng tặng lên ngày sinh nhật của cha Phêrô là những cái món quà rất giá trị từ các mạnh thường quân, và đặc biệt từ các học trò của cha, đó là 15 ca ung thư đã hoàn thành phác đồ đạt kết quả cao, đó là món quà lớn nhất. Và hôm nay Xuân Dũng rất là vui khi chào đón một đoàn từ thiện đến từ Chợ Gạo Tiền Giang. Đoàn từ thiện cô Út cũng đã lặn lội đường xa xa xôi đi về đây để chung vui và tặng cho 140 bệnh nhân ở đây những phần quà mà cô Út mang đến. Mọi người có thể dành cho đoàn từ thiện cô Út một tràng pháo tay ạ. Mời cô đứng lên. Xin Dũng chia sẻ một chút xíu về cô Út. Cô Út là một người mang hai dòng máu, nhưng cô có một cái tấm lòng rất tốt. Xuân Dũng và cô Út biết nhau cũng khá lâu rồi, 7-8 năm rồi, lúc mà hai người làm chung từ thiện với Đại Nguyện Tiền Giang. Thì cô Út là một người một năm từ bản thân cô. Đầu tiên thì cô là một doanh nhân thành đạt tại Tiền Giang. Nói chung là mỗi năm thanh long của cô bán ra là vài chục tỷ, và hàng năm là cô bỏ ra hàng tỷ để làm từ thiện. Và cô làm điều đặn với chương trình, các chương trình với Xuân Dũng, các bếp ăn từ thiện ở tại các bệnh viện là cô làm hết. Và hôm nay nghe tin rằng ở ngay đây, ngay tại phòng khám nơi Yêu Thương Cho Không chữa bệnh ung thư, không đọc, không lấy tiền của ai, và Út đã xuống đây cùng với đoàn của mình để chung vui, để chia vui, cũng như có những món quà. Đó là Xuân Dũng xin chia sẻ qua như vậy để cho mọi người biết hơn với Út. Và đặc biệt ngày hôm nay ở Tiền Giang, ngay ở Tân Điền, Gò Công, Tiền Giang có một ca đến đây điều trị và hoàn thành phác đồ cũng được về trong ngày hôm nay, người Tiền Giang của chị đó nha. Một lần nữa mọi người dành cho đoàn từ thiện Út ở Tiền Giang một tràng pháo tay. Thầy Thanh xin được mời cô Lê Lan và tiếp tục gắn bó cùng với phòng khám Yêu Thương Cho Không. Các thầy rất là vui mừng, hân hoan và cảm ơn sự tin tưởng của cô dành cho các thầy. Hello. Bữa nay là ngày mừng sinh nhật của cha. Thấy các bệnh nhân, nhân viên làm việc, các thầy cũng rất là vui mừng. Bắt đầu ngày hôm qua nôn nao chuẩn bị, thấy không khí rất là vui ấm áp. Cũng chúc các bệnh nhân 15 người cũng rất là may mắn kỳ ra viện kỳ này, vừa ăn mừng ra viện mà vừa ăn mừng sinh nhật của cha. Nhưng mà có một điều quan trọng là sinh nhật của cha thì mình mừng, nhưng mà không có cha xuất hiện thì cũng vui vui một phần.
cũng mừng một phần, vừa buồn một phần tại vì không có cha đại diện ở đây, chứ mỗi lần có cha là rất là đặc biệt. Hôm nay cũng chúc mừng các bệnh nhân ra viện 15 người ráng giữ gìn phát đồ rất là quan trọng, tại vì mình ăn chay là phải giữ gìn. Nếu mà mình ăn chút thịt động vật vô á thì nó phản ứng liền, phải uống nước kiềm thì nó mới giữ gìn cái suốt đời thì nó không có phát bệnh. Chỉ có vài điều hôm nay như vậy thôi. Cảm ơn các. Dạ, xin kính chào tất cả các quan khách và các bệnh nhân cũng như những người nuôi bệnh. Tôi tên là Đỗ Kim An, 77 tuổi. Tôi bị ung thư phổi giai đoạn 4. Tôi ở bên Mỹ. Thì trước đây đó, là tôi có được biết đến cha và cũng có liên lạc với cha, nói chuyện với cha được một lần trên điện thoại. Sau đó là cha mất. Thì tôi rất là hụt hẫng. Vì sau này đó, khi nào mà đọc nghe cái YouTube của cha đó, tôi khóc mấy tháng luôn. Đâu đó anh bà đi bây giờ? Bây giờ tình trạng ung thư của tôi đó, nó hơi tệ hơn. Và bên Mỹ đó thì họ cũng không có rõ ràng là họ có thể chữa được hay không nữa. Và sau cái giai đoạn mà tôi bị mổ cái xương hông và mổ cường đó, thì bây giờ tôi nghĩ là tôi có thể đi được. Thì tôi rất là làm hân hạnh và vui mừng được dự cái ngày kỷ niệm hôm nay. Thầy Thanh hỏi tôi là qua bên đây thấy sao? Tôi nói là bên này thì tôi đây tôi qua rất là thoải mái, rất là vui, là vì mới sang đây có một tuần thôi. Nhưng mà có rất nhiều bạn mới và tiếp xúc với các thầy, các cô, ai cũng là thân thiện và vui vẻ, tận tình giúp đỡ. Thì tôi cũng hy vọng là một ngày nào đó gần đây tôi cũng sẽ được xuất viện và không còn ung thư nữa. Xin Chúa phù hộ cho con và xin cha phù hộ cho con. Đây, giới thiệu cùng với tất cả quý bệnh nhân và người nuôi, chúng ta dành một tràng pháo tay. Chị đã tới đây từ năm 2019, hoàn thành chương trình hỗ trợ điều trị ở đây và trở về nhà với sức khỏe. Tôi là Giang Thị Kim Em, đã trị bệnh ở cha năm 2019 tới nay. Và tôi về nhà và tôi được khỏe mạnh. Hôm nay tôi đến đây để dự lễ sinh nhật của cha. Và chúc các thầy và các mạnh thường quân và các bệnh nhân ở đây được dồi dào sức khỏe. Và tôi có đôi lời nhắn nhủ là các bệnh nhân hãy cố gắng giữ phác đồ cho đúng để mau lành bệnh về như tôi. Dạ, xin hết ạ. Dạ. Đây là một nhân chứng sống cho cái chương trình hỗ trợ điều trị của Trang mà ngày hôm nay chị đang đứng ở đây để cho tất cả mọi người cùng được nhìn thấy, để chúng ta có thêm cái động lực, cái niềm tin ở trong cuộc sống. Không có cái con đường nào là đường cùng, mà mình sẽ mở ra một cái đường hướng mới, một cái tia hy vọng mới. Chỉ cần mình có quyết tâm phấn đấu để mình vượt qua nó thôi. Thì sự xuất hiện hôm nay của chị, trước tiên thì các thầy cũng xin chúc mừng cho chị đã có được một cái sức khỏe giống như ngày hôm nay. Và cũng bên cạnh đó có sự xuất hiện của chị, đây là niềm động viên rất là lớn đối với tất cả quý bệnh nhân hiện tại đang còn hỗ trợ điều trị ở đây. Xin được cảm ơn chị ạ. Dạ. Dạ, xin mời chị trên ngồi ghế. Bệnh nhân đầu tiên là Phạm Hải Hưng. Người nhà của bác Phạm Hải Hưng lên nhận giấy chứng nhận giùm ạ. Bệnh nhân thứ hai là Ngô Viết Tiên. Xin mời chú đứng lên phía trước. Xin mời bệnh nhân Nguyễn Thị Dung. Dạ, em đây để đứng đây. Xin mời bệnh nhân Trần Thị Hồng Nhung. Xin mời bệnh nhân Dương Thị Phi. Xin mời bệnh nhân Trần Quý Sĩ. Xin mời bệnh nhân Ngô Duy Cát. Sau đây xin mời thầy Võ Duy Tiến, thầy Nguyễn Thị Hạnh
thầy Nguyễn Thanh Quý, thầy La Thị Tứ Mai, anh Phạm Xuân Dũng, bác Ngô Văn Thuận và bác Trần Minh Giang sẽ lên trao phần quà và giấy chứng nhận cho bệnh nhân. Rồi, đứng vô hàng, đứng vô hàng. Rồi, đứng vô hàng, đứng vô hàng. Đứng vô hàng. Rồi, đứng vô hàng nha. Rồi, anh đứng vô hàng. Rồi. Rồi, bác Thuận, bác Thuận với các Giang nha. Rồi, đây, ở đây. Rồi, bác Giang, Giang, đây nè. Ở ngoài bìa. Dạ. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay chúc mừng cho bác bệnh nhân. Quý bệnh nhân được nhận một giấy chứng nhận hoàn thành chương trình hỗ trợ điều trị và phần quà để mang về. Xin mời các thầy thuốc trở về chỗ ngồi. Xin mời bệnh nhân kế tiếp là Đới Văn Đạo. Huỳnh Thị Gái, Dư Thị Phượng, Hoàng Thị Phương, Hồ Thị Hồng, Nguyễn Văn Vĩnh, Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Thị Phụ. Sau đây xin mời cô Lê Lan, cô Lư Thị Úc, thầy Phan Nguyên Kim Châu, cô Úc ở chợ gạo Tiền Giang, bác Tô Phú Quế, anh Bùi Văn Thưởng và người nhà của cô Đỗ Kim An sẽ lên trao phần quà và giấy chứng nhận cho bệnh nhân ạ. Dạ, thứ tự nha. Đây, đến phần đạo đây. Cô Nguyễn Thị Phụng đây, đứng đây. Cô đứng đây. Dạ, rồi. Văn phòng, mình chị gái, đây, ở đây. Dạ. Dương Thị Phượng, đây. Hoàng Thị Phương, đây. Đây, ở đâu vậy? Chị Linh, đứng đây chị đứng đây. Rồi. À, đây nè, đây nè. Nguyễn Văn Vĩnh. Ô, cô Út với cô Lan chưa? Đây, rồi. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay chúc mừng cho các bệnh nhân hôm nay. Rồi, xin mời tất cả bệnh nhân về chỗ. Về cái kết quả của những bệnh nhân đã hoàn thành chương trình hỗ trợ điều trị. Đối với những bệnh nhân được ngồi ở trên đây, được hoàn thành chương trình hỗ trợ điều trị, phải đạt được những yếu tố sau. Yếu tố thứ nhất là cái kích thước của cái khối u đó, nó nằm ở cái ngưỡng từ hồ sơ ban đầu và hồ sơ sau, nó phải giảm. Đó là cái tiêu chí đầu tiên để đánh giá được sức khỏe của bệnh nhân ở đây. Cái tiêu chí thứ hai đó là bệnh nhân không thấy tiến triển thêm về cái vấn đề di căn. Và cái yếu tố thứ ba là cái chỉ số nằm trong giới hạn cho phép. Đó là ba yếu tố mà các thầy đánh giá một bệnh nhân đã hoàn thành chương trình hỗ trợ điều trị ở đây bên cạnh cái thời gian đã đủ chương trình. Đó là kết quả của 15 bệnh nhân ngày hôm nay chúng ta đã có. Thì hôm nay thầy muốn nói thêm một vấn đề khác. Đó là trong quá trình điều trị thì cái điều gì quan trọng? Thầy xin mời bác Dương Mai Trần. Trong khi tôi lên bệnh viện thành phố, 4 cái bệnh viện, thì nó kêu chồng tôi là mổ, mà nó nói là 50-50. Một là nói chuyện được, còn bằng không là nói chuyện không được. Cho nên tôi mới nói anh ơi, mình phải mạnh, đi đứng ăn nói đàng hoàng. Bây giờ anh lên anh cắt cái cần cổ anh ra, cái bắt đầu anh nằm ngửa đó, cái anh đút thuốc, anh đút nước vô anh không được. Bây giờ anh phải đi theo em đi về, đặng mà lên về với cha. Tại vì tôi đã lên Facebook là lúc tôi lên mạng của Xuân Dũng nè, là tôi đã biết Xuân Dũng từ lâu rồi, tôi mới biết là Xuân Dũng qua cha, về cha. Tôi biết thời lúc năm 2019, lúc đó chồng tôi chưa bệnh, thì lúc đó anh cũng chưa khang tiếng nữa. Sau qua 20-21, cái anh bị khàn 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 mà kêu anh đi khám hoài, nó không chịu đi khám.
cái qua năm 23 cái thấy anh càng nín, cứ bằng uống cái gì cũng không hết chứ. Kêu đơn chẩn khám thì người ta nói là anh bị ung thư thanh quản thời kỳ 2. Thì người ta hỏi ảnh chứ kinh tế gia đình như thế nào, có thể xạ trị, có thể mổ được hay không. Thì ảnh cũng hoang mang, cấp đó là ảnh khóc, ảnh điện về ảnh khóc rồi. Ảnh nói giờ anh bị ung thư rồi em ơi. Nó, cái tôi nói không có gì phải sợ, anh cứ xét nghiệm toàn bệnh viện hết đi, anh đi về đây với em đưa anh về cha. Thì trong khi tôi về đây là tôi lên tới đây là 10 ngày nữa tới Tết. Là tôi ở đây đúng 5 tháng chưa về quê mà chưa đi đâu hết, chưa đi bệnh viện. Chồng tôi chưa bao giờ vô nước biển, mà chồng tôi chưa bao giờ mà khó thở hay là hoặc không có gì hết. Tại vì đó là trong vòng 2 tháng ảnh bó hoài, đúng 2 tháng hoàn toàn vấn đề không có gì hết, vẫn ăn bình thường, vẫn uống bình thường, có gì hết. Qua tháng thứ 3 bắt đầu anh nổi lên một mục, trong vòng 3 ngày bắt đầu anh nổi bự lên, trong vòng 10 ngày anh bự lên, 15 ngày bắt đầu phì ra, bắt đầu tới hơn 15 ngày bắt đầu đổ mũ toàn cái mục nãy là thầy Thanh đã đưa lên đó, đổ mũ ra, bắt đầu anh khóc. Anh nói là sức khỏe của anh quá đuối rồi, giờ nằm anh điện về nhà. Anh chăn chối, anh nói bây giờ là coi như anh không thể nào chống chọi giữa căn bệnh này. Anh chăn chối, anh nói là thôi giờ lên chở ổng về. Tôi mới nói là không có gì phải chết mà không có cái gì phải lo. Bây giờ anh đau, mỗi một tiếng đau của anh là Nam Mô A Di Đà Phật. Một tiếng đau của anh là Nam Mô A Di Đà Phật. Thì anh nghe lời. Tôi ngủ, tôi canh chồng, tôi không dám ngủ. Ông ngủ ở trên, tôi ngủ ở dưới. Tại vì cái mục nó quá bự. Tôi chỉ sợ ổng là bằng đêm nó sẽ lan qua, nó sẽ nghẹt họng, ổng nó sẽ chết bất tử, tôi không thể nào tôi biết được. Hay là hoặc ổng căng lên não rồi, ổng bung lên não, ổng chết. Cho nên ảnh nằm trên cửa sổ mà cái đầu ảnh cứ ngước cái mặt lên, gì cũng đâu có đưa qua gì được, mà đâu có đưa qua gì được đâu. Nó, tôi phải tấu canh, rồi tôi hơ nhang, tôi làm các thuốc gì, tôi làm mọi thứ. Anh ăn anh uống, mà tôi cho anh ăn uống mà anh quạo, anh chửi tôi, anh nói ăn hoài uống hoài. Tôi nói ăn uống vô mới có sức khỏe đặng mới vượt qua cái căn bệnh này. Trong tới 20 ngày nó lỡ ra hết trơn, tôi thấy nó lỡ ra hết trơn, bắt đầu tôi đắp thuốc của thầy đem về để đắp đó, cái nó xì ra một lỗ nhỏ vậy nè, nó ra mủ. Cái tôi tự giác tôi lấy bông gòn tôi ép lại, tôi nặng cho ra, cho ảnh ra. Bắt đầu cái nó ra, nó chảy ra là mủ hen với máu vậy nè, y như là mấy người mà cầm mặt cái vòi nước mà đổ xuống cái ly vậy đó. Tôi mới ráng, tôi nặng hoài, tôi nói anh ơi ráng đau đi, tôi nặng cho hết ra mủ này là anh hết nhất. Tôi nặng xong xuôi trơn trong vòng, tôi nặng trong vòng 3 ngày. Bắt đầu cái kêu thầy Quý này nè, thấy khó quá kêu thầy Quý, kêu bác sĩ tới nhà đặng cắt cái miếng thịt đó ra bỏ đặng mà lấy mũ trong này ra. Tại vì cái vết thương nó đã lên, nó nằm ở trên đây mà cái lỗ nó nằm ở đây, mà mũ thì nó dồn xuống đây, ở dưới này nâng lên hoài thì khó quá. Cái tính nói thầy Quý cũng cho bác sĩ tới. Tôi nói thôi bác sĩ tới ông làm ông đau lắm, thôi để tôi làm. Tôi muốn mua cái kéo về tôi mới cắt. Tôi mới bôi kéo về đó nè, tôi mới cắt cho ảnh từ miếng mà trong cái lớp da này nè nó đen vòng hết như vậy nè, mà mấy vị cứ coi tôi đọt cái cây ben vô đây, tôi lao ở trong đây nè, nó đã phì lên đây nè, tôi lao vòng vô đây, tôi lao hết đây. Từ từ khi mà cắt xong rồi á, hen là cái lỗ này nó móng tay gì nè thọt vô á, là một lóng tay gì nè. Cây ben á, tôi lo quấn bông gòn á, tôi nhét vô đây nè, đặng tôi xây, đặng tôi rút cái mũ của ảnh ở trong đó ra. Mà ảnh nghiêng qua á, thì cái cọng dây chằng này nè, nó ọt ẹt,
Rồi bắt đầu anh nghiêng lại đây cái cọng dây chằng này nè, nó nhúc nhích nhúc nhích. Tôi nói em nếu mà thấy là không bao giờ dám ăn cháo lòng. Tôi nói vậy. Cái bắt đầu tôi từ từ tôi rửa, hàng sáng tôi rửa cho ảnh. Cái tôi tha sức thuốc rồi này kia, cái tôi dắt từ từ ra cho hết. Nó rồi hôm nay á là ảnh được là đúng 5 tháng nè. Bây giờ anh đã hết như vậy đó. Hồi ngày xưa là anh đưa ra tới đây nè. Anh ớt vô tới đây như vậy nè. Cho rắc mở cái nút cho mọi người thấy. Ừ. Biết không, câu cổ, em ơi, chở anh về, anh biết sức của anh không thể nào ở đây được nha. Tôi nói về gì trời, cố gắng lên. Nó khi đã đến đây thì phải cố gắng lên. Tôi yêu cầu các bệnh nhân với các người nuôi cứ an ủi, động viên tinh thần cho người bệnh, được sẽ vượt qua hết tất cả, không có gì phải sợ. Khi mình đã đến đây rồi á, thì đã mình giành giật lại mạng sống của mình, thì mình gắng cố gắng phải giành giật mạng sống của mình. Còn đừng có nói tôi chán, tôi nản hay là tôi không hết. Lúc nào bệnh với bệnh nó sẽ tấn công với nhau, nó sẽ hoành hành mình, nó tha thiết con người của mình. Cái chết kế bên, tôi xin yêu cầu là các bệnh nhân với các người nuôi cố gắng thương yêu và chăm sóc, rồi bắt đầu là an ủi động viên rất nhiều cho bệnh nhân đau đớn rất nhiều. Đó, tôi xin cảm ơn các vị. Dạ, hôm nay tôi xin cảm ơn các thầy, các cô, các chú. Và con xin ơn Chúa, cha. Chưa bao giờ hai vợ chồng tôi khóc vì cha, khóc suốt. Cứ lên mạng là khóc, cứ lên mạng là khóc, rất thương cha. Không biết nói sao mà đi gặp cha, mình lên đây cha hồn dĩ gì mà bây giờ cha không còn. Trên xã hội, trên đất nước này chưa bao giờ có ai như cha. Tôi xin cảm ơn hết. Tôi còn thấy chồng làm được hết. Cảm ơn thầy. Yeah. Thì như quý bệnh nhân cũng đã thấy, chúng ta đã tới đây để được hỗ trợ điều trị bằng phương pháp rất là khoa học của cha Phêrô Nguyễn Văn Tường đã nghiên cứu. Khi mình mắc căn bệnh ung thư thì mình đừng có bao giờ tuyệt vọng, mà lúc nào mình cũng phải hy vọng vào một cái ngày mai tươi sáng hơn. Mình nghĩ tới những cái việc làm mình sẽ làm sắp tới, và mình cố gắng mình đấu tranh với căn bệnh mà hôm nay mà mình đã thấy được chị Giang Thị Kim Em đã đấu tranh với bệnh trước đây, trước mình là 5 năm, sau đó là tới những bệnh nhân hoàn thành chương trình hỗ trợ điều trị đây để trở về nhà, trở về quê hương của mình, tiếp tục chăm sóc sức khỏe cho mình. Và còn rất rất nhiều những quý bệnh nhân đang trong chương trình hỗ trợ điều trị để có được cái kết quả. Mà hôm nay thầy muốn lấy một ví dụ minh chứng cho quý ông bà thấy là kết quả đầu vào và đầu sơ giữa và ngày hôm nay, mặc dù vẫn còn trong cái thời gian hỗ trợ điều trị, bởi vì vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm trong thời gian sắp tới đối với chương trình điều trị của bác Dương Mai Trần, nhưng kết quả ngày hôm nay cũng đã phần nào cho mình thấy là có một niềm động viên tinh thần từ cái kết quả tiến triển mỗi ngày là như thế. Mà bác còn một cái căn bệnh đó là tiểu đường nữa. Thường thì tiểu đường thì những cái vết thương hở rất là khó lành. Nhưng mà ở đây các thầy sử dụng các loại thảo dược, nó có khả năng khống chế cái căn bệnh tiểu đường, ví dụ như thiền canh, hoặc là trong quá trình hỗ trợ điều trị như cô nói, cô dùng kéo, cô nhấp những cái đó ra, thì cô cũng đã tận tình vệ sinh sạch sẽ để cho tránh cái tình trạng nhiễm trùng. Mà ngày hôm nay cái da ở vùng cổ là cái hạch cổ nó liền lại, quý bệnh nhân cũng đã thấy rất là rõ. Thầy muốn nhấn mạnh thêm một điều nữa, đó là cái căn bệnh ung thư hiện tại mình chưa hoàn toàn chiến thắng hoàn toàn cái căn bệnh ung thư này, chưa có một cái kết quả là khỏi bệnh hoàn toàn, nhưng mình vẫn có cái cơ hội khống chế được nó thông qua cái vấn đề ăn những cái loại thực dưỡng, đặc biệt là hiện tại bệnh nhân đây là ăn cháo nano đó, của phương pháp của cha đó. Và mình kiềm hóa cơ thể, khi mà cơ thể mình từ axit chuyển sang kiềm
thì cái môi trường kiềm trong cơ thể nó sẽ đẩy cái hệ thống miễn dịch của mình lên. Và nếu như thời gian sắp tới bệnh nhân được ngâm chân nữa, tăng cái hệ thống miễn dịch lên nữa, thì kết quả nó sẽ còn cải thiện tốt hơn. Thì cái hệ thống miễn dịch mình tự nhiên của mình khống chế được căn bệnh ung thư hiệu quả hơn. Đó là thầy mong muốn rằng tất cả quý bệnh nhân ở lại đây, mình cố gắng giữ phác đồ, mình không được phép ăn đạm động vật trong cái thời gian mà mình đang điều trị. Bởi vì làm như thế mình sẽ đi ngược lại, đó là mình axit hóa, là mình phát triển cái căn bệnh ung thư của mình. Nói đi thì phải nói lại, phương pháp hỗ trợ điều trị bệnh ung thư của cha Phêrô Nguyễn Văn Tường nghiên cứu không thay thế cho phương pháp điều trị của Tây y. Các thầy tiếp nối chương trình ở đây, mục đích đầu tiên là giúp cho những bệnh nhân bác sĩ Tây y đã không còn điều trị căn bệnh ung thư của mình nữa. Mình không đủ sức để mình vô hóa chất, mình không có điều kiện để mình đến bệnh viện điều trị vì không có kinh phí, hoặc là mình mắc căn bệnh nan y hoặc là lớn tuổi, thì mình có thể đến đây để được hỗ trợ điều trị. Và chương trình hỗ trợ điều trị không thể thay thế cho chương trình điều trị Tây y, cho nên quý bệnh nhân mình phải hiểu điều đó. Ở đây kết quả ngày hôm nay đó là cái nỗ lực của cha đã nghiên cứu góp phần vào cái chương trình điều trị và chương trình nghiên cứu chung của nước nhà, làm cho cái nền y học của Việt Nam ngày càng tiến bộ hơn. Mình mong muốn mình đóng góp một cái điều gì đó, giống như cha đã từng nói, cha muốn cái cuộc sống của cha phải thật sự có ý nghĩa, cha phải làm một cái điều gì đó cho đời, cho xã hội. Đó là cha dành 20 năm để cha nghiên cứu công nghệ này, và hôm nay cha đã có kết quả mỹ mãn như vậy. Chúng ta phải cầu chúc cho những lương y ở đây, cầu nguyện cho họ luôn nhiều sức khỏe, luôn luôn vững tâm vững trí đi theo đúng con đường của cha Phêrô để giúp cho nhiều người được đẩy lùi bệnh tật. Đúng phải cả nhà, đúng không ạ? Yeah. Thì Sơn Dũng rất là vui ngày hôm nay đến được. Đầu tiên thì Sơn Dũng kết nối được Mạnh Thường Quân về đến đây để động viên phòng khám, nhưng cụ thể là giúp cho những bệnh nhân hiện tại đang điều trị và sắp tới đang điều trị ở đây. Sơn Dũng xin mời chị Hạnh lên nhận một phần quà rất giá trị trong ngày hôm nay, ngày sinh nhật của cha. Một Mạnh Thường Quân xin được giấu tên đến từ Florida. Toàn là những cái thuật ngữ bệnh tật quen rồi, giờ tiếng Anh đọc méo cả mồm. Một Mạnh Thường Quân xin giấu tên đến từ bang Florida, Hoa Kỳ, nhân cái dịp sinh nhật của cha, đã thông qua Sơn Dũng gửi về cho phòng khám $2,500 để mua gạo hỗ trợ cho các bệnh nhân hiện tại và sắp tới điều trị ở đây. Và xin mời chị Hạnh là thủ quỹ của phòng khám nhận cái món quà rất tuyệt vời, rất giá trị của Mạnh Thường Quân. Rung mừng quá, Sơn Dũng cũng rung tay rung. Xưa giờ thì Sơn Dũng làm cái gì ít khi sử dụng phong bì phong bao, tại vì là cái gì cũng tiền tươi sống thật, đưa có đúng hay không, hay là trong đó $2,500 đưa có $2,000 đưa $2,000 thì sao, đúng không? Rồi chị Hạnh đếm và kiểm tra là cho Sơn Dũng đủ chưa? Không, đếm đó, không có dấu tên nhé. Yeah. Dấu tên gia đình cô chú ở Florida, Hoa Kỳ gửi đến $2,500. Chị kiếm đếm cho em mới đã rồi nói chuyện, nói thôi em cầm cho anh đếm. Sơn Dũng là gì? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 và 25. $2,500. Ok. Dạ. Thì
Sư Dũng thì giao cho thủ quỹ thôi, còn Sư Dũng cũng đã khi nhận thì cũng đã gửi lời cảm ơn rồi nha. Rồi giao nước toàn thể mọi người và trên cái live stream là gần 1.000 người đang xem luôn nha. Rồi đó là cái tin vui đầu tiên. Cái tin vui thứ hai nữa là, rồi một tin vui nữa, hiện tại phòng khám của mình là hơn 140 bệnh nhân, nhưng trong đó có 20 bệnh nhân là có hoàn cảnh vô cùng khó khăn đến từ mọi miền đất nước đến đây để điều trị hoàn toàn miễn phí ở đây. Họ gặp khó khăn trong cuộc sống. Sư Dũng trong thời gian qua bận đi học, không có gặp gỡ nhiều để mà Sư Dũng trao hỗ trợ. Do đó hôm nay Sư Dũng xin mời 20 bệnh nhân đó lên đây và Sư Dũng trao một cái phần quà nhỏ thôi, ban đầu nhỏ thôi nhé, 500.000 đồng. Mỗi người là 500.000 đồng. Và đây là phần quà của hai nhóm. Thực ra là của hai nhóm đến từ Mỹ và Úc Châu. Đầu tiên Sư Dũng xin cảm ơn đến tiệm Cúp Tổng Thái Lo ở Salonte, North Carolina. Thông qua anh Dũng, một mạnh thường quân ở đó đã gửi về cho Sư Dũng 300 đô la. Sư Dũng xin chia sẻ đến cái phần quà cho 20 bệnh nhân nghèo. Kính thưa các mạnh thường quân trong và ngoài nước thân mến, hiện tại bây giờ ngay tại phòng khám hơn 140 bệnh nhân đến từ mọi miền Tổ quốc về đến đây để được hỗ trợ điều trị các bệnh ung thư hoàn toàn miễn phí. Với tấm lòng yêu thương và chăm phong là nơi phòng khám mà các học trò của cha cùng với các mạnh thường quân đã phục dựng ngay tại chỗ này, nơi trước đây cha đã dựng nên. Và trong số 140 bệnh nhân đó thì có rất là nhiều bệnh nhân gặp khó khăn, nhưng Sư Dũng và các thầy đây chọn 20 bệnh nhân khó khăn nhất để trao cho họ những món quà động viên. Vì trong thời gian qua Sư Dũng bệnh đi học cho nên là chưa có thời gian để quay hỗ trợ riêng cho 20 bệnh nhân này, cho nên là Dũng xin mình thường quân một món quà nhỏ, mỗi người 500.000 đồng trong cái ngày hôm nay, trong cái ngày sinh nhật của cha. Và Sư Dũng xin chân thành cảm ơn đến anh Nguyễn Hữu Dũng, một mạnh thường quân đại diện cho nhóm Cút Tầm Tai Lo ở Salonte, North Carolina. Trời ơi, xin đọc lại. Anh Nguyễn Hữu Dũng đại diện cho nhóm Cút Tầm Tai Lo ở Salonte, North Carolina, Hoa Kỳ đã gửi về 300 đô la cho Sư Dũng làm quà cho các bệnh nhân ngày hôm nay. 300 đô la đó Sư Dũng đổi ra được hơn 7 triệu rưỡi, nhưng Sư Dũng xin lấy tròn 7 triệu rưỡi để trao quà. Phần số tiền nhỏ còn lại Sư Dũng gom vô 100 đô để anh gửi riêng để làm hỗ trợ cho bệnh nhân. Rồi. Và xin cảm ơn mạnh thường quân là cô Vinh Loan đến từ Úc Châu. Cô hỗ trợ 5 triệu đồng, nhưng trong cái ngày hôm nay cô xin hỗ trợ là 2 triệu rưỡi cho những bệnh nhân còn lại để gom lại cho đủ 10 triệu và trao cho mỗi bệnh nhân là 500.000 đồng thôi. Và không muốn làm mất thời gian của mọi người nữa, Sư Dũng xin mời các bệnh nhân nghèo có tên trong danh sách nhanh chóng lên đây để nhận quà nha. Xin mời bệnh nhân Nguyễn Thị Hương ạ. Lên liền luôn. Đâu rồi ạ? Mã số 1538. Thứ hai xin mời bệnh nhân mã 1373 Lương Thị Dinh, bệnh nhân Nguyễn Thị Kim Sữa, bệnh nhân Dương Minh Hồng, bệnh nhân Nguyễn Thanh An, bệnh nhân Phạm Thị Nơi, bệnh nhân Nguyễn Thị Bảy, bệnh nhân Nguyễn Văn Thăng, bệnh nhân Hồ Xuân Hải và bệnh nhân Đoàn Văn Thủy. Xin mời 10 bệnh nhân đầu tiên lên nhận quà. Và Sông Dũng xin mời cô Dung Mùi, một người cô của Sư Dũng ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay cô cũng đã đồng hành về đến đây để chứng giám cái buổi này. Và cũng nói rõ cô Dung Mùi là cái người đã tặng cái TV 75 inch này đó cho phòng khám chúng ta để cho bệnh nhân chúng ta xem. Và xin mời cô lên đây thay mặt Sư Dũng trao những món quà này. Thực ra cô Dung Mùi cô tặng rất là nhiều. Ông Hồng đồng hành, cô là một con chiên làm bác ái mà tay phải làm tay trái không cho đó. Cô đây trong rồi ok mời đâu qua đây dạ, cô phát cho con một người 500.000 nha.
mất sóng anh Dũng ơi. Mất sóng là cái dùng quay lại mà. Quay lại phải lên sau. Rồi. Dạ, cô Dung đứng ở giữa cho mọi người chụp tấm hình đi ạ. Dạ. Rồi cho máy sau ổ quay cái là có hình này đó. Rồi, trước chụp tấm hình. Rồi, chụp tấm hình anh vui và cảm ơn các bệnh nhân. Dạ, xin mời mọi người an toàn. Dạ. Tiếp tục mời bệnh nhân Phan Thị Lý, bệnh nhân Nguyễn Lê Hồng, bệnh nhân Nguyễn Trường Quang, bệnh nhân Nguyễn Văn Sĩ, bệnh nhân Nguyễn Văn Huy, bệnh nhân Nguyễn Thị Trâm, bệnh nhân Nguyễn Văn Quỳnh, bệnh nhân Trình Văn Thủy, bệnh nhân Nguyễn Văn Thái và bệnh nhân Mai Thị Mừng. Nhanh chóng đi lên trên đây để nhận những phần quà của mình thưa quân. Dạ, 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 dạ. Đứng như nãy á, ok. Ok, để Xuân Dũng trao nha. Xin gửi anh nha. Dạ. Dạ, xin gửi. Dạ, để cô gửi cô món quà nhỏ. Rồi. Có còn người nữa. 2, 4, 6, 8, 9, còn một người nữa. Ai có tên trong danh sách mà không lên? Hả? Anh hả? Đâu rồi? Phan Thị Lý có đây không ạ? Bệnh nhân Phan Thị Lý. Mã 1452, mã số 1452. Vậy là Phan Thị Lý không có ở đây. À. Vậy là về lát nữa Xuân Dũng nhờ thầy Thanh trao sau nha. Hoặc là cô Hình trao sau cho bệnh nhân này. Dạ, mã số 1452 Phan Thị Lý. Đây. Nhá. Phan Văn Sướng này. Phan Văn Sướng 1452. Ở Phan Văn Sướng 1452 à? Đây sau đây Phan Thị Lý. Phan Văn Sướng 1452. Rồi. Mà chú gia đình mình khó khăn không? Khó khăn. Rồi, ok. Rồi, con mời chú đây, con trai chú luôn đứng đây rồi, ok. Nhưng mà cái này là chút là rút thăm này, rồi con gửi thằng chú rút thăm để mình lấy nha. Dạ. Rồi, mọi người có thể dành cho mình thường con tràng vỗ tay đi ạ. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Dũng vô giữa. Xin mời mọi người an toàn. Dũng ơi, vô giữa các em chụp tấm hình. Cho Xuân Dũng tấm hình kỷ niệm nhé. Xin mời mọi người về chỗ an toàn. Cái thời gian ngày hôm nay chương trình hơi dài, Xuân Dũng biết rồi. Cứ mỗi làm chương trình gì đó mà nó dài quá thì nó cũng mệt cho mọi người, đặc biệt là phía dưới là những bệnh nhân nữa. Đó. Thì Xuân Dũng rất là hiểu. Người khỏe như Xuân Dũng mà đôi khi còn mệt chứ đừng nói là bệnh nhân, cho nên là Xuân Dũng muốn cái gì đó nó ngắn gọn càng nhanh càng tốt. Còn hai cái chương trình nữa quý vị, nên dừng hay là tiếp tục ạ? Tiếp tục ạ? tiếp tục chứ dừng thì cũng khỏe, dừng thì mọi người đứng dậy ra về. Và hai chương trình nữa là hay. Như Xuân Dũng giới thiệu từ bắt đầu, một người chị đồng hành cùng Xuân Dũng làm từ thiện 10 năm nay, chị Úc đến từ trường học Tiền Giang. Hôm nay chị cùng với đoàn của mình muốn tặng cho những bệnh nhân ở đây những phần quà. Chị là một người ăn chay trường, chuyên nấu cơm chay tặng cho bệnh viện và những nơi khác. Và hôm nay chị đưa những cái món quà đó thì không biết là 140 phần quà đó thì nó hơi bị lâu nhỉ. Thì mình đã chấm đi 140 phần quà đó riêng chưa? Tức là lấy bực đưa ra thôi phải không? Lấy bực đưa ra tặng thôi. À vậy hả? Dạ. Vậy thì tặng đại diện cho 10 người. Vậy thì chúng ta lát nữa ai mà nhận rồi thì đừng nhận nữa nha. Xuân Dũng xin mời 10 bệnh nhân hàng đầu tiên. Ở đây, lên đây nhận phần quà. Từ trước người đã lát nữa chị xuống chị ta sao? Dạ. Xin mời 10 bệnh nhân ở đầu tiên. Đấy, hàng này. Lên. Dạ, mình mời. 10. Dạ, cứ lên. Rất là đáng quý. Quý vị, đúng ra thì ngày hôm nay thì nhóm của chị Út còn muốn nấu một bữa làm cho 16 mâm chay ở đây nữa. Gồm có lẩu chay, cơm chay và hủ tiếu chay ở đây nữa. Đúng là như vậy. Nhưng mà sau đó thì nghe nói rằng là ở phòng khám mình đã có
món rồi cho nên là chị rút lại, à không ấy thì nhưng mà có những món quà thì chị út đâu rồi ạ? Rồi chị út, em mời xin mời chị út vô đây ha. Một cái ui khẩu trang rồi, bột ngọt, nước tương, cái này dùng cho nó những món chay nhưng mà khi bánh cháo nano á mình phải ăn đúng, còn cái này dùng cho người nhà đấy nhá. Đó. Rồi gì nữa? Dầu sức rồi muối tiêu. Bây giờ mình tặng 10 người đi chị, lát nữa. Rồi. À, mời chị Út và mọi người trong nhóm đứng đây cho tượng trưng một tấm hình đi ạ. À, chụp với nhau một tấm hình. Rồi lát nữa mình tiếp tục trao quà tiếp nha. Dạ. Cho Xuân Dũng làm chương trình cho. Rồi đứng đúng không ạ? Em thành nhỏ. Anh đứng qua đây, đứng qua đây với Xuân Dũng này, hoặc đứng xen kẽ vào. Rồi rồi. Vâng thì cái chương trình bốc thăm trúng thưởng hôm nay Xuân Dũng xin mời thầy Thanh lên hỗ trợ cùng với Xuân Dũng cho vui. Vâng, hy vọng rằng là năm cái lá thăm đầu tiên thầy Thanh sẽ mang may mắn cho năm bệnh nhân nào. Thì xin mời mọi người hãy cùng theo dõi năm lá thăm may mắn nhất mà thầy Thanh sẽ xứ tơ nhé. Xin mời thầy Thanh. Và năm lá thăm này một phần quà là một bình siêu tốc. Xin mời thầy Thanh. Thầy Thanh sẽ có năm phần quà và xứ tơ để nhận một bình siêu tốc nha. Đây là lá thăm đầu tiên. Bệnh nhân Nguyễn Văn Nam có mã số 1456 ở Đồng Nai. Và xin mời bệnh nhân Nguyễn Văn Nam ạ. Con người vui vẻ nhận dùng nha. Thầy Thanh đọc tên bệnh nhân. Bệnh nhân Đào Vũ Sa, mã số là 585. Tiếp theo là bệnh nhân may mắn thứ ba. Bệnh nhân Mai Thị Mừng, mã số 1464. Và xin mời anh Nguyễn Văn Thưởng, phó giám đốc của phòng khám lên và tặng quà cho năm bệnh nhân may mắn này ạ. Xin mời anh Thưởng. Và sử dụng nói rằng là cái chương trình bốc thăm trúng thưởng này là phần quà riêng của gia đình Xuân Dũng dành tặng cho bệnh nhân nhé. Và phần quà hôm nay là trị giá khoảng 20 triệu ạ. Bệnh nhân thứ năm là bệnh nhân Bò Phan Thủy, 1479. Bệnh nhân Bò Phan Thủy ạ. Đại diện của gia đình Bô Kim Men đây đúng không? Rồi, lên bốc cho Dũng hai lá thăm may mắn tiếp theo. Đó là hai cái nồi áp suất ạ. Vừa rồi bình siêu tốc thì một cái trị giá 150.000, còn cái nồi áp suất là trị giá 1.150.000. Rồi, xin mời em có thể em đến từ Hoa Kỳ hả? À. Thank you.
có khi nào mà đi thấy mà người ta tới chữa bệnh không đồng rồi mà còn được có quà gì không? Hả? Rồi. Và Xuân Dũng xin chúc mừng bệnh nhân may mắn tiếp theo đến từ Hưng Yên hả? Nguyễn Văn Huy 1426 trúng thưởng một nồi áp suất tỷ giá 1.150.000. Xin mời. Và bệnh nhân tiếp theo đó là Trương Thị Bích Pha 1470 đến từ Long An, Đức Hòa Long An. Xin mời ạ. Dạ. Thẻ anh đâu? Quên em đi là không được mình quá. Đi vào phòng khám nguyên tắc là gì? Muốn vào phòng khám phải có thẻ. Mà giờ quên. Rồi, em có thể trao dùng quà này cho anh luôn nhé. Đứng vào đây, chụp tấm hình đứng giữa này, đứng giữa này, đừng có sợ. Rồi, chụp tấm hình số 3 rồi, chụp tấm hình nào. Nguồn nước kiềm, một cái nguồn nước, người ta gọi là nước hoàn nguyên. Nó hỗ trợ rất nhiều cho trong quá trình điều trị tất cả các căn bệnh nan y, trong đó có bệnh ung thư. Và nó không thể thiếu trong phác đồ của cha hai đô. Hôm nay Xuân Dũng, vì là ngày sinh nhật cha, Xuân Dũng tặng đến hai cái máy kiềm cho hai bệnh nhân may mắn nhất. Thực sự mà nếu mà Dũng mà giàu á, Dũng muốn ở đây ai cũng được tặng hết. Nhưng mà vì kinh tế Xuân Dũng có hạn và muốn bốc thăm để cho công bằng á, cho nên là ai may mắn thì sẽ được nhận. Mà nói rằng là nhận rồi mà mình nhà mình có rồi, có thể đem cái này này tặng cho trường học, tặng cho các nhà thờ, các nhà dòng đó, đúng không? Hoặc là tặng lại cho phòng khám, mà kể cả tặng lại cho sử dụng nhân là để tặng cho người khác ha. Cho nên là cái chương trình này sử dụng bốc thăm là như vậy, muốn công bằng cho tất cả mọi người. Sử dụng chia sẻ một chút xíu thế này, về nước kia một chút xíu thôi. Ở nhà ai uống nước trà, lấy cái nước mà không tên hoặc nước suối, nước mưa gì á, mà bỏ cái ly và đổ ly nước bình thường vô á, thì nước trà nó không có ra màu. Nhưng mà chỉ cần lấy nước kiềm bỏ vô một chút xíu là nước ra màu dữ lắm. Tại vì nước kiềm là những phân tử nhỏ, rất là nhỏ, nó thấm vào trong cái trà và nó đẩy được cái tinh chất ra. Thì đấy có nghĩa rằng là nó sẽ thấm vào các tế bào để nó bỏ đó tế bào ung thư, nó trung hòa các gốc tự do trong đó. Và đây là một cái lý do mà vì sao cha Phêrô đã chọn nước kiềm để đồng hành cùng với phác đồ của cha. Rồi, cái này thì cha đã nói, thầy Thanh mà nói và nhiều y bác sĩ chuyên gia nói rồi, mình không phải nói nhiều nữa. Nhưng mà mọi người cứ kiểm chứng như vậy xem nó có khác nhau hay không đó. Rồi, và cho tiếng nhạc lên cho nó không khí. Sơn Dũng sẽ mời hai người, một người là Mạnh Thường Quân lên bốc lá thăm may mắn và một người là đại diện phòng khám để bốc thăm. Và đầu tiên con xin mời một người đồng hành cùng với cha với phòng khám lâu nay, đã luôn luôn dành thời gian tâm huyết cũng như tiền bạc chăm lo cho phòng khám, đồng viên các thầy. Con xin mời cô Lê Lan lên bốc thăm cho con bốc thăm lá may mắn nha. Dạ, con mời cô. Dạ, một lá thôi cô, cho nó hấp dẫn. Cô Lê Lan sẽ mang may mắn đến bệnh nhân nào đây ạ? Và rất là hồi hộp đúng cả nhà. Con cảm ơn cô, nhưng mà cô đứng đây để cô chuẩn bị trao quà cho người đó luôn. Dạ ơi. Một người đến từ Đồng Nai. Một người đến từ Đồng Nai. Ở đây ai đến từ Đồng Nai ạ? À? Ai đến từ Đồng Nai? Một, hai cánh tay. Ồ, ba cánh tay. Có ba người à? Đến từ Đồng Nai chỉ có ba người.
có 3 người. Đồng Nai theo thống kê là về đây chữa bệnh rất nhiều, nhưng mà sao hôm nay có 3 người thôi? Người nào học phàm cùng với Xuân Dũng hả? Trong 3 người đó ai học phàm? Chị tên gì? Con gái mà sao phàm công? Đúng rồi, bệnh nhân phàm công mà số 1489, chúc mừng. Cô xem đúng à? Chứ không phải sử dụng bệnh học phàm đâu nha, đây cô bóc à? xin mời gì? Rồi cho em xem cái thẻ của chị. Cái thẻ của chị đâu? 1489. Rồi. Rồi đúng rồi, hợp lệ quá. Cô xem đúng hợp lệ không? Rồi, rất công bằng nha cả nhà. Cái nào ra nó cho dù là cái món quà này của Xuân Dũng, nhưng mà Xuân Dũng muốn công bằng đến tất cả mọi người. Rồi, con xin mời cô trao món quà này. Rồi. Rồi, bây giờ chị có nhiệm vụ đưa cái này về tới nhà. Xuân Dũng sẽ cho nhân viên đến lắp đặt hoàn toàn miễn phí tại nhà, hướng dẫn cho chị từ A đến Z cách sử dụng máy. Sau đó chị không phải trả thêm một cái khoản gì hết nha. Ok chưa? Đưa về tới nhà, điền cho Xuân Dũng để Xuân Dũng cho nhân viên của hãng đến lắp đặt hoàn toàn miễn phí trên mọi miền Tổ quốc, lắp đặt hoàn toàn miễn phí. Rồi, vậy đó nha. Chúc mừng chị. Chị muốn nói điều gì không? Dạ, rồi cảm ơn, dạ cảm ơn chị, rồi cứ vậy chị nhé, lát nữa lên nhà, ok. Rồi còn một máy nữa và Xuân Dũng xin mời đại diện của phòng khám, và lâu nay thì rất là lên tiếng, ít nói chuyện, một người rất nghiêm khắc với người bệnh nhưng lại ngại ngùng trước công chúng. Cả nhà biết ai không ạ? Ai ạ? Ôi, xin mời thầy Tiến. Xin mời thầy Tiến lên đây. Một người rất nghiêm khắc với người bệnh, và các người bệnh ở đây sợ thầy Tiến còn hơn sợ công an nữa. Nhưng mà những cái nghiêm khắc của thầy nó mang giá trị rất là lớn, đúng không ạ? Rất là lớn. Rồi, xin mời thầy Tiến mang may mắn đến cho ai đây ạ? Đó thì lắc ra thì ấy đó kìa. Ồ, rồi ba lá thăm luôn. Thôi, ui, hai cái này là ai đây? Nằm đó học bên. Hai người này cũng mém may mắn nè. À, nằm bên. Thôi lỡ thầy lôi ra lắc rồi có qua biết. Ồ, cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Dạ. Lâu lắm rồi thầy nói gì hết. Thầy có thể chia sẻ một đoạn cũng được nữa. Quý vị thấy không? Người bệnh vô là sợ lắm, nhưng mà trước công chúng rất là nhút nhát và rụt rè. Giờ cũng run quá không biết nói gì thế này. Rồi. Nói gì với bệnh nhân cho họ ngày hôm nay ngày sinh nhật cha, nói gì đó cho họ vui ngã. Trước tiên thầy xin chúc mừng các bệnh nhân ra viện ha. Bây giờ tiện đây thầy nhắc luôn các bệnh nhân ra viện ha. Trong 3 tháng điều trị thì các thầy có thể nói là kiểm soát bệnh nhân để theo đúng phác đồ mới có được kết quả là 15 ca ra viện. Nhưng mà thầy nhắc những ca ra viện như hồi nãy thầy Thanh nói á, một bệnh nhân được ra viện thì phải đảm bảo được 3 điều kiện. Điều kiện thứ nhất, bây giờ thầy nói đơn giản trước, một bệnh nhân ung thư thường họ có khối u và trong dòng máu họ có tế bào ung thư. Như vậy để được ra viện thì điều đầu tiên là sẽ tiêu diệt hết các tế bào ung thư trong dòng máu qua dấu ấn ung thư trong giới hạn bình thường, hay nói dễ hiểu là âm tính này. Ha, coi như dấu ấn ung thư trong giới hạn bình thường, có nghĩa là không còn tế bào ung thư trong dòng máu. Thứ hai là các khối u ban đầu to như thế này
và nó nhỏ lại. Đó là điều kiện thứ hai, tức là nó nhỏ về kích thước. Điều kiện thứ ba là không có dấu hiệu di căn. Như vậy 15 ca bệnh này được xuất viện là đảm bảo 3 điều kiện đó, chứ không phải căn cứ dấu ấn ung thư là đủ nha. Tại vì cái đó không đủ. Lý do tại sao thì thầy Thanh giải thích rồi ha. Như vậy 15 bệnh nhân xuất viện phải ý thức rằng là mình đã chiến thắng ung thư, đẩy lùi ung thư, tức là tế bào ung thư trong dòng máu không còn, khối u nhỏ lại. Nhưng phải hiểu khối u mình còn nha, khối u mình còn. Như vậy thì khi ra về, sống hay chết là do bệnh nhân chứ không phải do các thầy. Bây giờ thì chỉ ra hai con đường, một con đường sống và một con đường chết. Một con đường sống là mình còn khối u thì khi về nhà mình tiếp tục mình giữ phác đồ từ 3 đến 6 tháng nữa. Ở đây giữ phác đồ thế nào thì về nhà giữ phác đồ từ 3 đến 6 tháng nữa. Tối thiểu là 3 tháng để chi? Để khối u tiếp tục nhỏ từ từ và biến mất. Sau 3 đến 6 tháng thì bệnh nhân tập lại ăn cơm lần lần và không được ăn động vật là mình yên tâm. Từ từ theo thời gian khối u sẽ biến mất, mình sẽ hoàn toàn thoát khỏi căn bệnh ung thư. Một con đường chết thì khi về nhà thì mình thấy gia đình mình ăn động vật mà mình kiềm chế không được, mình ăn thì cái thức ăn động vật đó nó tiếp tục nó nuôi khối u, từ khối u nhỏ bắt đầu to lên, phát triển thêm bệnh nặng, cuối cùng chết ha. Như vậy là 15 bệnh nhân, hãy nhớ để mà tự cứu mình nha. Giờ này là tự cứu mình với các thầy, không còn kiểm soát để giúp bệnh nhân được nữa. Thôi xin chúc mừng các bệnh nhân nha. Vâng, cảm ơn những lời chia sẻ dành dò rất tâm huyết của thầy Tiến dành cho 15 bệnh nhân được về viện, về ra viện ngày hôm nay, và tất cả những bệnh nhân đang điều trị ở đây. Những chia sẻ rất là giá trị, và chúng ta hãy luôn luôn tuân thủ theo những gì mà các thầy đã hướng dẫn. Một lần nữa xin cảm ơn thầy rất nhiều. Xuân Dũng muốn hát cho mọi người rồi trao quà khao đúng không ạ? Một ca khúc mà Xuân Dũng đã viết rất là gấp, đúng ngày 29 tháng 6 thì Xuân Dũng đã hoàn thiện bài hát này trong cái ngày bốn màn của cha Phi Rôn. Bài hát được mang tên Mãi Nhớ Cha Phi Rôn. Đúng ngày 29 tháng 6 thì Xuân Dũng viết xong, và ngày hôm qua là trong vòng 3 ngày thì Xuân Dũng đã thu âm, cho dù giọng của Dũng không tốt nhưng mà vẫn cố gắng thu âm để ngày hôm nay là Xuân Dũng muốn phát ở trên YouTube lên cho mọi người nghe thôi. Nhưng mà Xuân Dũng muốn hát live, mọi người đồng ý không? Được không ạ? Dạ, cho Xuân Dũng hát live, mà nếu mà hát chậm quá thì mình mở trên ý nghe. Dạ. Vì gấp quá cho nên là lời nó lồn quá lồn lại, Xuân Dũng phải sử dụng cái điện thoại để đọc cái lời chút xíu. Dạ. Trước khi mà hát bài này, Xuân Dũng muốn một phút thôi tâm sự với tất cả mọi người, cũng như tâm sự với cha nhân ngày sinh nhật cha. Cha Phêrô kính yêu quý của chúng con, lúc còn sống những lời dặn của cha chúng con luôn nhớ mãi, không thù hận, không sân si, vì cái lý tưởng, vì công trình của cha. Và đến hôm nay chúng con luôn làm theo lời cha dặn. Cảm ơn cha soi đường chỉ lối cho chúng con. Các khúc mà Xuân Dũng trình bày đây cũng là nỗi niềm Xuân Dũng cùng như các thầy dành tặng, cũng như báo đáp với cha những gì mà trong thời gian qua chúng con đã nghe theo lời cha, là đúng như lời cha dặn. Cha đã về với Chúa, linh hồn người
mãi còn ở nơi đây. Cha xa đi con thương nhớ đong đầy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không. Trước lúc đi cha dặn dò bao người, quay lại thầy phải đoạn yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắn đẩy lùi cho mình khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ai yêu. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm ngờ, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu mù quáng, biết khi nào cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục chứng rồi, công trình mà cha tâm huyết trước đây, được là thầy mạnh thường quân đúc đỡ, phòng khám yêu thương chưa bệnh cho không. Sư dùng viết những cái gì thật đúng với cảm xúc của mình, những gì trong những ngày tháng gần cha, được lắng nghe những tâm tình của cha, và sư dùng nghĩ rằng không biết rằng đó là những cái lời căn trối cuối cùng của cha. Và xin mời thầy Tiến lên đây để trao phần quà may mắn cho bệnh nhân. Rất may mắn, may mắn hơn hai bệnh nhân còn lại. Thầy rút ra ba thăm mà tròn cái này, hai người kia cũng may mắn đó. Nhưng mà chắc Xuân Dũng phải có quà tặng, thầy lỡ luôn đưa ra đây rồi mà không tặng quà nó cũng kỳ lắm. Bệnh nhân Hò Dương. Ai là Hò Dương ở trong phòng khám này? Trời ơi, một người Hò Dương nữa à? Xong rồi. Vậy trời ơi, tưởng nhiều người Hò Dương. Rồi xong. Bệnh nhân Dương Minh Hồng mã số 1541 đến từ Tiền Giang. Xin mời. Ôi.
Sao kỳ vậy? Chưa nằm cái này. Ồ, bên đây bên kia. Làm mất cá hứng rồi. Biết vậy thì đòi cho em mượn xe. Thầy tiến kiểm tra hợp lệ không ạ? Bệnh nhân đến từ Tiền Giang, Dương Minh Hồng. Đúng hợp lệ ha. Dạ, rồi chúc mừng chị nha. Dạ. Chị muốn nói gì không? Dạ không. Thôi dạ. Rồi. Rồi chúc mừng chị. Dạ. Đứng đây để thầy tiến ra qua chứ. May mắn mà, mình may mắn thế. Rồi đứng đây rồi cho một tấm hình nè. Dạ. Hai người mà thầy Tiến lỡ lôi ra rồi. Tức là thầy Tiến đã kéo ra khỏi tứ thần rồi đó. À, là may mắn ở chỗ đó đó. Mình có thể là được thuyên giảm rất là nhanh đây. À, và Xuân Dũng, cái tính là mình đã thương người, thương như vậy. À, chứ còn bây giờ tự nhiên lấy xong lôi ra, lôi rô, nó không hay. À, mà thôi không có mấy. Một phần quà, một điều. Hai người này mỗi người một điều, nhưng với một điều kiện thôi. Với một điều kiện, sẽ nhận khi ra viện, Dương Dũng sẽ tặng bằng tiền túi, được chưa? Bằng tiền túi của Xuân Dũng, ok chưa? Bây giờ quán có gì để tặng nữa rồi. Nếu ra viện, hai người này sẽ nhận từ Xuân Dũng riêng một triệu. Đồng ý không ạ? Và bệnh nhân đến đầu tiên đến từ Lâm Đồng. Ở đây ai đến từ Lâm Đồng? Rồi, một người đến từ Lâm Đồng, xem thử tên. Lâm Đồng có một người, hai người, ba người. Rồi, ba người, bốn người. Rồi, một người sẽ nhận một điều nhá. Dương Dũng nhắc rồi. Bệnh nhân đến từ Nam Định à? Nam Định, ở đây có ai? Một người, hai người. Ồ, ba người. Anh ra viện rồi còn nhận được nữa hả? Ra viện không? Ồ, không phải mày, không phải. Nếu mà anh ra viện được là phải cho một điều ngay bây giờ. Nhưng mà không phải. À, bệnh nhân đến từ Nam Định, Nguyễn Văn Thắng. Chúc mừng bệnh nhân Nguyễn Văn Thắng. Ai ạ? À? Rồi xin mời anh lên đây ạ. À. Lên đây. À, để Dũng có cái hình này nè. Mai mốt tôi vào trong clip á, nói là thầy Dũng xào nếu mà không cho tôi một triệu, phải không? À, mai mốt. Nhà không nói được. Rồi dạ. Thì mai mốt khi chú hết bệnh ha. À, lát nữa Xuân Dũng sẽ viết vô đây. Nhận giống như cái phiếu á. À, à, thì vô là cái nào là hết bệnh liên hệ với Xuân Dũng để nhận một triệu. Ok nha. Dạ cảm ơn chú. Chú đợi chút xíu thì cháu viết vào đây luôn. Thôi lát nữa cháu đưa xuống, viết vào đây chút xíu, gửi lại chú cái phiếu này. Bệnh nhân thứ hai đến từ Lâm Đồng, Mai Trung Chính. Mai Trung Chính đâu ạ? À? Mà số 1396. Hai bệnh nhân may mắn, tức là Xuân Dũng có cảm giác thế này này, khi mà thầy Tiến đã bóc ra đây rồi là sẽ bóc ra khỏi tứ thần rồi đó. Bọc cái tế bào ung thư đi rồi đó. Đó, cho nên là những người này Dũng nghi rằng là Dũng chắc chắn rằng sẽ nhận được một điều của Xuân Dũng. Cho nên là Xuân Dũng muốn dành một điều là như vậy. Bệnh nhân Mai Trung Chín. Anh như cô lên đây rồi, cô có phiếu đúng không ạ? Dạ. Đúng rồi, Mai Trung Chín. Dạ, cô cho họ một chút xíu. Chú nhà mình bị bệnh gì mà đến đây từ bao lâu rồi? Bệnh phổi ạ. Dạ, giai đoạn mấy ạ? Bệnh phổi đã di căn nhà. Dạ. Chú điều trị được bao lâu rồi? Dạ, được 2 tháng. Dạ, được 2 tháng rồi. So với 2 tháng trước ngày đầu đến đây thì có tiến triển như thế nào không ạ? Có. Dạ. Tiến triển là khỏe mạnh hơn. Khỏe mạnh hơn. Và theo cô thì khi nào cô lấy được 1 triệu để sử dụng? À, thì tôi cũng mong là tôi khỏi bệnh rồi là cái chuyện mà 1 triệu hay không thì tôi cũng quan trọng nhất là nhưng mà đúng rồi, biết là khỏe mạnh, nhưng mà Xuân Dũng nói như vậy có nghĩa rằng là cô đang cảm thấy rằng là chú nhà mình sắp hết bệnh chưa, sắp được khỏe chưa, sắp được về chưa đấy. Cái này không nói lắm nói chứ, tại vì tới đây đi khám nè, 2 tháng đi khám, khám trả lời được. Nhưng mà cô thấy là khỏe hơn so với ban đầu khoảng bao nhiêu phần trăm, mấy chục phần trăm? Khoảng 50% rồi. 50% rồi. Dạ. Mọi người dành cho cô chú một tràng tay để chúc mừng nhé. Dạ. Rất là tuyệt vời. Và đây là những chia sẻ rất là thật. Dạ. Và con mong sao chú sớm bình phục để được các thầy đây trao những cái chứng nhận rất là giá trị nhé. Dạ. Nhớ giữ phát đồ nhé con. Dạ. Cảm ơn. Dạ.
Thôi thì có lẽ chương trình nó cũng dài và chúng tôi cũng làm mất thời gian nữa. Rất là cảm ơn tất cả mọi người, quý mạnh thường quân, nhà hảo tâm đã đồng hành cùng sư chủ, cùng phòng khám rất nhiều. Sau đây thì mời thanh lên điều hành tiếp cái chương trình ạ. Đó là một cái niềm vui mà quý bệnh nhân mỗi ngày được đón nhận ở đây, và mình có thêm cái động lực để mình đấu tranh với cái căn bệnh của mình, chống lại căn bệnh ung thư. Thì bên cạnh những cái công việc các thầy khám hỗ trợ điều trị bệnh thì còn có sự giúp đỡ của rất nhiều các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, quý ân nhân, và phòng ngâm chân vừa rồi đã được hoàn thành. Thì nhờ công sức giúp đỡ của gia đình cô quý ở Úc là nhà tài trợ chính cho chương trình ngâm chân này, gia đình của bà Lượng Phạm, nhóm bà Hương Mai, Dương Mai, cô Lan, cô Hoa Đào, và sự giúp đỡ của cô Xuân Nhung và cô Mai Phương, cô Bạch Trúc Nguyễn đã góp phần giúp cho phòng khám có thêm được một cái chương trình hỗ trợ cho bệnh nhân, đó là phòng ngâm chân trị liệu mà ngày hôm nay chúng ta đã được áp dụng trong phòng khám. Một lần nữa xin quý bệnh nhân cho một tràng pháo tay để đến cho các cô ạ. Thầy Thanh cũng xin một ý trước khi kết thúc cái buổi lễ ngày hôm nay. Đó là ngày trước cha Phêrô đã dặn dò các thầy, giống như trong lời bài hát của anh Phạm Xuân Dũng đã sáng tác, là các thầy phải yêu thương đoàn kết với nhau, hóa giải những hận thù sân si, mà làm sao để tập trung chữa bệnh giúp cho những bệnh nhân, và mỗi ngày cái chương trình của phòng khám mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Và cha cũng đã có tâm sự cùng với quý thầy ở đây cũng khá lâu rồi. Cha đã nói như thế này: khi cha huấn nhục cho các con xong, khi đó các con không còn cái vị trí là học từ cha, làm những cái công việc đơn sơ bên cạnh cha nữa, mà sẽ có nhiều người biết tới các con và tín nhiệm các con, và có con sẽ giúp cho họ với vai trò là thầy thuốc, là lương y. Thì với vai trò đó sẽ không nhiều người dám hướng dẫn cho các con, góp ý cho các con đâu. Nhưng cha nói thêm một câu, cha nói nhưng mà không phải như vậy. Khi mà các con được làm thầy thuốc, được giúp đỡ cho bệnh nhân, đó là cái sự nỗ lực của các con, và các con đã lắng nghe cha hướng dẫn mà đem ra thực hành, điều đó là điều tốt. Nhưng các con nên nhớ, những gì các con làm, bản thân các con không có thấy được mình đi chậm hay đi ngay hay đi méo hoặc là đi đúng, mà phía sau lưng của các con là còn có rất nhiều người đồng hành với tụi con, là những bệnh nhân, những người nuôi, những người theo sát cánh cùng với cha, và những người trên khắp cộng đồng mạng. Đó chính là những vị thầy sẽ thay cha để mà dạy dỗ các con. Các con phải lắng nghe và phải thay đổi bản thân mình mỗi ngày một tốt hơn. Cha muốn nói điều đó để tránh đi cho các thầy tự mãn, tự cao, mà vẫn mỗi ngày vẫn học hỏi, vẫn sửa đổi bản thân mình để phục vụ được tốt hơn. Và cha nói trong mỗi việc làm các con mỗi ngày làm xong hết một ngày, thì cuối ngày mình dâng lên cho Chúa, mình nói tôi là đầy tớ vô dụng của Chúa, mình chỉ làm đúng bổn phận mình được giao phó. Cho nên hôm nay con muốn xin chia sẻ những điều này, mặc dù là những cái công chuyện ở đây, những cái cơ sở vật chất rồi phương pháp chữa bệnh mình cũng dần dần đi vào hoàn thiện, tuy nhiên nó vẫn còn nhiều thiếu sót, và các thầy thuốc đây vẫn phải học hỏi mỗi ngày. Do đó mong muốn rằng quý bệnh nhân chính là những người thầy dạy dỗ cho các thầy, góp ý cho các thầy khi các thầy có những cái điều gì đó cần được thay đổi tốt đẹp hơn. Và những mạnh thường quân cũng như là những ai đã theo sát cái chương trình của anh Phạm Xuân Dũng cũng như là phòng khám cha Tường, thì có anh Thành Võ có đăng tin
mà mình nhìn thấy những cái điều gì đó mà các thầy làm chưa được thì xin góp ý để các thầy mỗi ngày một hoàn thiện tốt hơn, để làm sao mình làm đúng, mình đi ngay đường thẳng lối mà cha Phêrô đã mong muốn các thầy thực hiện. Đó là mong mỏi lớn của các thầy thuốc, các thành viên ở đây, mong được đón nhận sự đóng góp, sự đồng hành sát cánh của tất cả quý bệnh nhân, quý người nuôi và tất cả mọi người đang theo chương trình. Xin chân thành biết ơn. Cuối cùng thì trước khi khép lại buổi lễ, thầy Thanh xin mời tất cả mọi người mình sẽ hướng về Chúa một lần nữa, mình tạ ơn Chúa, xong sau đó mình sẽ dọn những cái bàn ăn dành cho người nuôi bệnh một bên và người bệnh một bên, để các thầy sẽ bắt đầu phục vụ cái bữa ăn trưa hôm nay cho tất cả mọi người. Xin mời mọi người cùng hướng về Chúa ạ. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn cha Phêrô cùng các đẳng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Chúng con cảm tạ ơn Chúa đã luôn soi đường chỉ lối cho chúng con gìn giữ cái chương trình hỗ trợ điều trị bệnh ung thư, giúp cho những bệnh nhân có nơi để hy vọng và đấu tranh vượt qua căn bệnh của mình. Chúng con xin cảm tạ Chúa, xin cảm ơn Đức Mẹ đã cầu bầu cùng Chúa với những mong mỏi của chúng con. Chúng con xin cảm tạ ơn Cha đã dày công nghiên cứu và đã tận tâm dạy dỗ chúng con, dạy dỗ tất cả mọi người, và Cha đã để lại công trình rất lớn lao. Hôm nay chương trình ngâm chân trị liệu đó là một món quà dành cho Cha, nhưng Cha đã chuẩn bị trước cho chúng con trước khi ra đi, và hôm nay chính món quà đó Cha muốn dành tặng cho tất cả quý bệnh nhân ngày hôm nay và những ngày sắp tới. Chúng con một lần nữa xin ghi nhớ công ơn sâu sắc đối với Cha, xin chân thành biết ơn Cha bằng một cúi đầu sâu để cảm tạ. Nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen.